Hùng xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhạc hội quê hương. Tập 1 với chủ đề Ký ức học trò. Một món quà dành cho những ai đã đi qua thời áo trắng sẽ giúp chúng ta sống lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm tuổi học trò đầy ngây ngô trong sáng. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời. Nhạc hội quê hương tập 1, chủ đề Ký ức học trò sẽ được phát sóng vào lúc 12:30 Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7.